Chào mừng các bạn đã đến với kênh Ẩm thực miền quê. Hôm nay Ẩm thực miền quê xin chia sẻ với các bạn 10 thực phẩm nên ăn trong quá trình hóa trị ung thư các bạn nhé. Các bạn biết rằng bệnh ung thư là cái bệnh mà không ai muốn cả. Nhưng mà khi đã bị cái tình trạng phải hóa trị rồi thì chúng ta nên có một chế độ dinh dưỡng phù hợp để có được sức khỏe để chúng ta hóa trị, trị liệu nó được an toàn và không bị đau đớn nhiều các bạn nhé. Và thì mình mời các bạn cùng tìm hiểu với mình 10 thực phẩm thì mình sẽ chia sẻ sau đây ạ. Một chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng trong quá trình điều trị ung thư là một điều quan trọng để giữ cho cơ thể của bạn hoạt động tối ưu nhé. Thực phẩm có hương vị nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa và giàu chất dinh dưỡng là một trong những lựa chọn tuyệt vời đấy các bạn ạ. Hóa trị ung thư nên ăn gì? Sau đây là 10 thực phẩm bạn có thể bổ sung trong quá trình hóa trị ung thư các bạn nhé. Thứ nhất đó là bột yến mạch chứa một lượng lớn carbon hydrate các bạn nhé, protein và chất chống oxy hóa cũng như nhiều chất béo có lợi cho sức khỏe hơn đa phần các loại ngũ cốc khác. Bột yến mạch cũng giúp chúng ta cân bằng được đường ruột vì nó có chứa beta glucan nhé, một loại chất xơ hòa tan loại vi khuẩn tốt cho đường ruột các bạn ạ. Bản chất không có mùi vị và kết cấu mịn của bột yến mạch đặc biệt là có lợi khi bạn đang phải các tác dụng phụ như là thông thường của hóa trị như là khô miệng hoặc là lở miệng các bạn nhé. Thứ hai đó là mình muốn nói đến đó là quả bơ các bạn nhé. Quả bơ là thực phẩm giúp chúng ta hóa trị ung thư như là chán ăn là hiện tượng xảy ra nhé. Trong trường hợp này, việc ăn quả bơ sẽ giúp cung cấp lượng calo và chất dinh dưỡng cần thiết vào chế độ ăn uống của bạn nhé. Quả bơ có chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn tốt cho sức khỏe, có thể giúp giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt nhé. Nó cũng chứa nhiều chất xơ làm tăng khối lượng phân và nuôi các vi khuẩn trong đường ruột của chúng ta. Bơ còn được là một loại quả giúp bổ sung dinh dưỡng khi đang trong quá trình hóa trị ung thư, giúp cải thiện các triệu chứng như khô miệng, táo bón, nở miệng ạ. Cho nên chúng ta nên bổ sung thực phẩm thứ hai này nhé. Thứ ba là quả trứng các bạn ạ. Mệt mỏi là tác dụng phụ hay gặp của hóa trị. Trứng là một trong những loại thực phẩm có thể làm giảm đi sự mệt mỏi nhờ nguồn cung cấp dồi dào protein và chất béo. Một quả trứng có chứa 44g, tức là có trọng lượng khoảng 44g, chứa khoảng 6g protein và 4g chất béo. Chất béo giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể, còn protein giúp xây dựng và duy trì khối lượng cơ nhé. Điều này đặc biệt quan trọng trong quá trình hóa trị. Sự kết hợp của protein và chất béo trong trứng giúp bổ sung dinh dưỡng cần thiết, làm dịu đi sự mệt mỏi, hay là nhờ vào kết cấu mềm mịn của trứng rất là tốt, hay là thích hợp cho bệnh nhân khi đang thực hiện quá trình hóa trị mà bị nở miệng ạ. Vừa dễ ăn, trứng lại mềm, không bị làm cho miệng không bị đau các bạn nhé. Thứ tư là nước dùng. Thay đổi vị giác sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta ấy. Bình thường trong quá trình hóa trị và nước được dùng là làm để nhận biết các vị giác khác nhau. Trong những tình huống này thì nước dùng là một trong những phương án thay thế tuyệt vời để giữ cho bạn luôn luôn đủ nước. Nước dùng thì chúng ta có thể làm bằng đun cách thủy với rau, thảo mộc và có thể thêm thịt hoặc gia cầm các bạn nhé, kèm với nước xương nếu bạn mong muốn. Trong quá trình này, chất điện giải được hòa tan trong nước dùng bao gồm các chất dinh dưỡng như kali, natri, kali, clorua hay là canxi nhé, giúp giữ cho cơ thể của bạn hoạt động bình thường. Uống từng ngụm nước
dùng rất là có lợi. Nếu bạn đang mất chất điện giải do nôn mửa hay là đổ mồ hôi hay tiêu chảy nhé. Nếu bạn đang thèm ăn, có thể là ăn thêm thịt gà hoặc là đậu phụ hoặc rau củ quả và uống nước cùng chúng nhé. Sử dụng nước dùng có thể làm dịu đi cơn đau nếu bạn đang bị loét miệng. Để bổ sung chất dinh dưỡng, đặc biệt khi bạn đang bị khô miệng hoặc chán ăn, có thể cho vào một thìa bột protein nhé, không hương vị như là bột collagen các bạn ạ. Thứ năm mà chúng ta dùng đó là hạnh nhân nhé, là một nguồn giàu mangan và đồng, chiếm đến 27% và 32% giá trị dinh dưỡng hàng ngày. Những khoáng chất và một số chất chống oxy hóa mạnh trong cơ thể, những chất này giúp chống lại các gốc tự do gây hại cho tế bào ạ. Thứ sáu là hạt bí ngô, rất giàu chất béo và protein và chất chống oxy hóa như là vitamin E và giúp chống viêm hiệu quả. Thứ bảy là bông cải xanh, tức là súp lơ các bạn ạ, là các loại rau củ họ cải khác nhé, đặc biệt là rau bông cải, cải xanh cung cấp một lượng đáng kể vitamin C rất là quan trọng với hệ thống miễn dịch. Thứ 8 là dinh dưỡng đang trị hóa ung thư với các loại sinh tố tự làm, như sinh tố tự làm từ các loại rau củ quả cho những người ung thư có thể thực hiện như là khi đang gặp một các khó khăn khi nhai nhé. Thức ăn đặc hoặc là không đủ chất dinh dưỡng cho chế độ ăn uống thì sinh tố cũng là một trong những loại rất là tốt ạ. Thứ 9 nữa là bánh mì hoặc bánh quy giòn nhé, là lựa chọn tốt cho bạn khi đang bị tiêu chảy hay buồn nôn vì chúng có thể dễ tiêu hóa. Bánh quy mặn đặc biệt là hữu ích giúp bổ sung lượng natri khi bị mất nước do nôn mửa hoặc tiêu chảy ạ. Và cuối cùng đó là cá, là dinh dưỡng từ cá giúp cho những người đang điều trị hóa trị thực hiện một được cung cấp protein, axit béo omega 3. Omega 3 là chất béo quan trọng mà bạn có thể bổ sung thông qua chế độ ăn uống. Chúng có đặc tính chống viêm và hỗ trợ sức khỏe não bộ. Ăn thực phẩm này rất là chất béo protein của cá và các nhiều axit béo omega giúp ngăn ngừa giảm cân và không tốt, và cũng như là vitamin D rất quan trọng đối với hệ thống miễn dịch nhé. Tóm lại, hóa trị thì các bạn nên có thể có những tác dụng phụ bao gồm như khô miệng, thay đổi vị giác, mệt mỏi, loét miệng và buồn nôn. Những tác dụng phụ này sẽ làm cho bạn có thể ăn uống khó chịu hơn, cho nên chúng ta cần phải có hứng thú trong bữa ăn nhé. Để thêm chế độ dinh dưỡng thì sẽ nhanh khỏi bệnh hơn ạ. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Xin chào các bạn.